Vâng, xin được kính chào quý anh chị và các bạn đến với siêu thị ô tô BK Hà Nội. Hôm nay chúng em đang bán để có thể thanh lý cho các bác hàng loạt những cái mẫu xe 7 chỗ gầm cao có giá từ 400 triệu đến ngoài 2 tỷ đang phục vụ quý anh chị các bạn. Mẫu xe đầu tiên chính là mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động sản xuất năm 2012 các bác nhá. 2012, con này thì chúng tôi đang chào bán với giá khoảng nhu 500 triệu một chút các bác nhá. Đấy, các bác nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp số điện thoại của chúng tôi 0965525989. Fortuner máy xăng một cầu số tự động sản xuất năm 2017, nhập khẩu nguyên chiếc tư nhân một chủ từ đầu, đi được 1,4 vạn zin các bác nhé. Đang chào bán với mức giá là 848 triệu đồng. Giá thì có thể thương lượng được rất sâu. Nếu chị em nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp số điện thoại 0965525989. Ngoài ra có Toyota Hyundai Santa Fe ở phiên bản phun dầu sản xuất năm 2018, tư nhân một chủ từ đầu, đang chào bán với mức giá là 945 triệu. Riêng cái dòng xe này có thể hỗ trợ được ngay khoảng tầm vài chục triệu. Các bạn nào quan tâm đến dòng xe Ford Explorer thì chúng tôi có Explorer sản xuất năm 2014. Đấy, giá này rẻ hơn so với lại Toyota Land Cruiser Prado khoảng tầm 300 triệu. Ngoài ra thì chúng tôi có Toyota Fortuner, Toyota Vios phiên bản sản xuất năm 2017, tư nhân một chủ từ đầu, với giá là 445 triệu đồng các bác nhá. Có E180 2020 các bác nhá. Anh chào 1 tỷ 845 triệu đồng. Ngoài ra thì chúng tôi có E250 nữa. Đấy, E250. Đấy, và có Mercedes GLC sản xuất 2015 đăng ký 2016 các bác nhé. GLA sản xuất năm 2015 đăng ký lần đầu 2016 và đang chào bán với mức giá rất hợp lý, có 1 tỷ 030 triệu thôi. Đấy. Bên cạnh đó thì chúng ta có BMW 520i các bác nhé, 2012 đang chào bán với mức giá rất là thấp. Đấy. Giá này thì chỉ tương đương với một cái mẫu xe Toyota Camry mà thôi. Đấy, 740 triệu đồng các bác nhé. Ngoài ra thì chúng tôi 780 triệu đồng. Đấy, ngoài ra thì chúng tôi có một cái mẫu xe nữa gọi là Toyota Fortuner máy xăng một cầu số động bản Sportivo 2015 đang chào bán với mức giá rất hợp lý. Rất là hợp lý, 645 triệu đồng các bác nhé. Các nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp số điện thoại của chúng tôi. Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn sản xuất năm 2018 nhé các bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc. Có Toyota Fortuner máy xăng một cầu 2016 đăng ký 2017. Đấy, chào bán mức giá 828 triệu đồng, giá cực kỳ hợp lý. Toyota Fortuner máy xăng một cầu số động sản xuất năm 2019, đi có 4.000 cây, đang trả bán là 969 triệu đồng. Ngoài ra có Explorer sản xuất 2013 các bạn nhé. Đấy, và Toyota Fortuner máy dầu một cầu sản xuất năm 2011 đang chào bán mức giá là 495 triệu đồng các bác nhé, 490 triệu đồng, giá thì có thể thương lượng được. Các nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp số điện thoại 0965 525 989. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.